xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiện lợi, một chiếc súng bắn nhiệt độ nhá. Với cái sản phẩm này khi mà vào mùa Covid thì các bác rất là khó để có thể là tìm được mua. Trong cái đoạn video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này bên em. Khi mà các bác quan tâm cập nhật được cái video này, những bác nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bác nhớ là cho em xin một nút like và chia sẻ nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh cập nhật xem kênh lần đầu tiên thì các bác nhớ là ấn vào nút màu đỏ là nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái live stream, những cái video tiếp theo của bên em. Em sẽ thường xuyên đăng tải video, mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm hay và hữu ích để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Cái phương thức đặt hàng của bên em thì cũng cực kỳ là đơn giản. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Các bác có thể nhấc máy lên alo trực tiếp hoặc nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo cho bên em đều được nhá. Thì với cái sản phẩm hôm nay thì em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái phần model của máy này. Đây là về phần model nhá. Mẫu mã này rất là đẹp và chắc chắn. Với cái súng này thì các bác sẽ bắn được ở nhiệt độ là âm 50 độ C cho đến dương 580 độ C coi nhá. Thì em có bóc một chiếc ra đây để em sẽ bắn thử cho các bác xem. Đấy, các bác cái này thì mỗi một súng là nó sẽ có thêm một đôi pin như này nhá. Về các bác lắp pin vào đây. Đấy, các bác chỉ cần tháo cái này ra thôi. Lắp pin thì các bác bậy cái này lên nhá. Đấy, bậy cái này lên. Trong này nó sẽ có chỗ để cho các bác lắp pin. Đấy, nó có hai cái lẫy này này. Đấy, các bác cứ bậy lên thôi là được nhá. Đấy, kêu tạch một cái, đẩy xuống nó kêu tạch một cái là đã lắp pin là hoàn chỉnh rồi. Cái này sử dụng dễ lắm. Em có một cái cốc nước, đây là một cốc nước lọc nhá. Em sẽ bắn thử cho các bác xem này. Bắn thì các bác cứ bóp vào cái phần công tắc này thôi. Đấy, cho vào cái điểm các bác muốn bắn thì các bác bóp công tắc một cái. Đấy, nó kêu tít tít một cái là bắn xong này. 25,9 độ này. Một cốc nước lọc nhá. Tiếp theo là em sẽ bắn ở một cái, đây là một cái ấm nước, nước gọi là nước lóng ấy. Nước này là nước lóng nhá. Nhưng mà không phải là nước mới sôi. Cái nước này em đun một lúc rồi. Để em bắn thử cho các bác xem này. Đó, 45,8 độ C. Đó, cái nước này thì nó nóng hơn cái nước lạnh mà em vừa mới ấy đấy. Cái nước lọc đấy, một cốc nước lọc và một cốc nước ấm nhá. Cái nhiệt độ nó sẽ thay đổi luôn. Đấy, nói chung là các bác muốn bắn nhiệt độ vào đâu để các bác được bắn nhiệt độ nhà, ví dụ như là có những cái em nhỏ ấy. Đấy, các bác bắn nhiệt độ cơ thể được. Bắn này thì bắn nhiệt độ cơ thể nhiều nhà mà có những cái em bé nhỏ mà đang các em đang bị sốt ấy mà các bác không kịp lấy nhiệt kế thì các bác có thể bắn cái lạnh được nhá. Cái sản phẩm này thì bên em nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc nhá. Em sẽ gửi tới tay cho các bác với cái giá là 280.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các nhá. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai nhá. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.